Chào các bạn, hôm nay anh Kiệt sẽ lắp một mô hình xe tăng cuộc chiến đấu giữa Nga và gì? Nga Ừ đấy, Nga và Ukraine. Đấy, một mô hình xe tăng rất Ukraine. Nó là gạt kinh. xuống, gạt Đấy. lên. Bố, bố, cẩn thận bị nó tuột tuột nhá. Thế đây là chiến sĩ nào đây? Là sao Chiến lại sĩ đang lái xe. đang lái xe, súng cắm đầu xuống như này thì bắn làm sao được? Phải cho ngách lên con, cho ngách súng lên để ngắm. Đấy Ôi à, rồi, rơi vào tóc rồi. đã rơi bay cả đầu. Đúng rồi, hay bị rơi. Đúng rồi. Còn con này đứng ở ria này làm cái gì? Chỉnh máy à? Không. Con đấy chiến tranh nên nó nói loa ấy. Được chưa? Con này nó còn còn cầm khẩu súng, còn thằng này cầm cái máy chơi kia game. Cầm máy để điều chỉnh Vâng. súng ở đây đúng không? Vâng. Bắt đầu đi. Đấy, cho nó chạy Chạy nhá. đi. Chạy từ bên này sang bên này. Xong, bắn thì nó lên cao này. Xong, nó xoay được hai bên này. Ui, gật Ôi rồi. giời, cụt cả súng càng pháo xe tăng như này bắn làm sao được. Đây, rồi. Đấy. Sắp là lại rồi. Ba chiến sĩ à? Hai bộ vẫn chưa lắp. Đây còn hai bộ nữa nha. Hai Đấy. bộ vẫn chưa Bộ lắp. này vẫn mới tinh nhưng chưa lắp, nhưng mà Mới lắp cái tinh xe vẫn máy chưa à? lắp. Đây là cái xe máy À. hình chia bát giới. Đây là hàng chia bát giới. Còn đây là cảnh sát. Thế đây là gì? Cảnh sát bên này, bên này mới là Đây là hàng ai mua của tặng à? bà Dung À, mua mua tặng. tặng sinh nhật. À đây à, ngày mai sinh nhật à? Vâng, ngày mai sinh nhật Thế rồi. có ăn uống gì không để nấu? Có. Thế thôi nhá. Rồi. Xin chào các bạn.